Gì vậy? Hôm nay chúng ta sẽ thử xem những cái claim mà cái này rất là lâu rồi. Oh my god. Cái đĩa của tôi. Oh my god. Ê anh không? Ê anh không? Đi học kỹ thuật á, điểm nó trung bình là mấy bà thông cảm với tôi nha, chăm trước cho tôi đi. Bây giờ giả xấu quá cho biết giờ kìa. À, lúc bắt đầu thử cái trang này cũng hơi bị rén rồi, không biết là có ai kêu ngồi kế bên không, thấy để đâu đừng có thử nha, mà tôi cũng thử coi thử ra riêng hay là không. À, còn là xạo rồi. Để lẹ vô đây tôi làm cái thử thách này cho mấy bà coi. Mấy bà đừng có bắt chước chúng tôi làm thử thách này hơi bị đau. Mới đầu là lấy cái keo mà dán sắt á, mấy bà nhiễu vô tay rồi xong mới cho chút xíu muối vô, rồi nó dính lại cho vào nước ấm á. Nói bà dính cứng ngắc luôn, đau lắm chứ không phải không đau đâu. Xé ra tôi nói bà tay nè, phỏng, nó bị phỏng luôn à. Rồi, tới công chuyện với tôi rồi. Thử xem cái trend này nó là real hay là fake nha. À, tôi cũng nại cho lắm vô, tôi nại nhiệt tình vô. Cũng có thể là do cái trái này chín quá, nên tôi quyết định là chọn cái trái nó tươi hơn, nó xanh hơn. Và cái kết. Ten 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 ten.